Đây, cảnh đẹp Khánh Sơn đấy các bạn nhé. Khánh Sơn, Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Đất cực đẹp, đất đỏ này. Không phải đồi núi, nhưng mà đồi núi là không có đá. Thu nhập lớn nhất bây giờ là 30 tỷ à. 30 tỷ một năm thu nhập sầu riêng. Đây, các bạn đang làm nhà thổ kìa. Nhà bây giờ là trèo đèo lội suối nhá. Một số bạn xách dép ra. Mời các bạn xách dép ra. Lên đường. Đường nào đi được. Ướt nhẹ cái xe rồi. Lại quay lại. Đi. Ai đi qua đây sang suối là đi được chỗ nào qua được. Tí là lên xăm cái nhà kia của chúng nó này. Nào. Không, không phải cõng. Nó đi làm sao được. Nó đi được hết. Nó thành liên thì phải như bà già. Chỗ này này chứ đi chỗ đấy sâu lắm. Đây, cứ đi để đi theo đấy. Dẫm xuống. Nấu bình thường, chân bình thường, trơn. Ừ. Dương đâu? Dương xuống lội dắt ba đấy tí. Hai Dương đang quay à? Đây để nó ngoài trèo đèo lội suối đi đoàn chúng tôi đang đi thăm một người nhà ông Khánh Sơn đấy. Đây trong này là rất là đẹp. Đây là đúng là cảnh đây nhé, cảnh đây rất đẹp. Đi, chậm thôi, ngã không ngã. Khánh Đậu ơi. Từ từ đứng, đi cứ đứng một chân nữa. Chị ơi đừng lội lên đá. Dưới nó không chơi. Được rồi, Vi đứng lên đây để bố đỡ bà. Trơn. Đá trơn. Không thương đâu. Được rồi, đi. Cứ bình tĩnh. Đây là Khánh Sơn đang đi vào thăm. Không trèo suối thì làm sao mà. Đây, đi lên xem nhà của các bạn trong này đi. Đây chúng mày làm gì đây đấy, tắm à? Đang lên thăm cái nhà tự chế của các bạn ở trong Khánh Sơn. Khánh Sơn, Khánh Hòa. Bơm nước rất đẹp đấy nhá. Nào, quay xem là nhà của các bạn này là có cái gì ở trong này nào. Không có sầu riêng ở trong này à? Không có sầu riêng để ở đây à? Ôi, thế thì kém quá. Ôi, xin chào các bạn. Cái suối này nó có cá không? Bắt được không? Bắt được cá à? Nào, đây, nhà ông Khánh ở đâu nhỉ? Nhà ông Khánh ở đâu nhỉ? Đây hả? Rồi, ok, để vào nhà. Vào nhà người nhà chơi thăm. Đây, xoáy này. Không có đường đi, phải lội qua suối. Đây là nhật ký thăm vườn sầu. Nhà trong là nhà nào cũng có sầu hết.
Đây là những cái đồi như thế này người ta chưa khai thác này. Chưa trồng. Lan lan chứ, có phải kiếm. Mới đầu tiên vào thì nó mua nó có mua được 20 hectare. Không kiên trì mình làm nào được. 20, một chỉ vàng mua được 20. 20 hectare, ngày trước là toàn đồi núi không như này. Giờ khai thác. Thế đây người ta vẫn còn trồng dừa làm gì nhỉ? Dưa cánh này. Lan lan vào đây nhìn. Bò hoa đi dép vào. Ok. Đất trong này nó đẹp mà. Đất toàn lất này. Đẹp đất thịt. Nó trồng cây cái tốt. Người chăm bẵm nhiều đâu. Rụng hết cả xuống đây không có người ăn. Bồng. Bồng bữa ở đây. Chó ở đây thì rất rẻ nhá. Thì chó trong này người ta không ăn. 40.000 một cân thôi. Hoa rất đẹp này. Hoa này hoa gì nhỉ? Bi ơi. Sao vứt uống sao vứt đây này Bi? Bi. Nhưng thơm lắm. Cầm lấy sao vứt thùng rác chứ. Thôi được rồi. Đấy. Đấy, hoa đẹp chưa? Ui, hoa thơm nhỉ? Đây, vào thăm nhà người nhà. Hoa gà. Treo đeo lội suối bình thường. Đây, quả này là cây, quả này là quả gì nhỉ? Quả bơ này. Trái bơ này. Đấy, bơ này. Hùng Dương quay hoa Dương quay YouTube. Chào ông ạ. Mới chó sinh đấy nhỉ? Mới rồi. Sinh nhưng mà hơi dữ. Ở đây thì đúng là càng ngon hơn. Hoa đẹp thế. Chào bà. Chào bà. Đó, thùng rác. Đấy, em rửa chân lâu lắm rồi. Mấy chục năm nay rồi. Đang làm nhà, nó mẹ con, bố con dọn sang bên đấy nọ. Thế là ông bà vào đây. Ở đây khí hậu trong lành. Nó phải tháng nữa nhà nó mới xong được. Đây là sổ trước nhà. Dương này. Dạ. Từ Dương kia cửa nhà ông bà, Dương kia cửa sai. Vâng ạ. Ông ơi con hỏi. À. Vụ thùng rác đâu nhỉ? Con vứt cái này. Vâng. Nước này, ra quay nước mát này trong xanh này. Nước này uống được luôn nhá. Ê, đúng rồi, đi ở chết tôi ở đấy. Đâu, núi rồi. Một núi mà mát. Nước này trước uống suốt. Uống này. Hoa màu vàng, hoa màu vàng. Rồi, hoa cháu đâu rồi? Chúng nó ở nhà, đi không đi. Tôi tưởng là bỏ hai ông bà ở thị trấn là bỏ tưởng. Vào đấy thì bỏ tôi chung mấy bà đi, còn bỏ bà đây cho chúng nó đi, chúng nó thích. Một vườn vườn cây đỏ đỏ kia là cây gì? Cây ở đây, cây ở đây. Cây màu gà. Màu gà. Đâu có gì lắm. Cho xin nhé. Ừ. Chưa biết là nó sánh hôm nay nữa. Dạ. Một ba. Có một bạn. Vịt. Đây, sầu đây. Sầu đấy. Sầu đây. Rồi ra quay mấy cây sầu đi, giới thiệu mấy cây sầu. Cây bưởi vào. Sầu thì đây, ngay đây trước nhà có một cây sầu. Nó hơi gần bé. Yeah.
ăn được. Nhưng mà tưởng bà hai ông bà bỏ vào trong chỗ nhà thị trấn chứ. Thế thằng này nó bỏ vào đâu, bỏ vào nhà ông hôm qua đi. Ở thị trấn này đây, thế xong rồi cậu Hải mới đưa vào đây. Đây ông làm nhà khang trang lắm rồi, đầy đủ hết các thứ này. Phòng khách, phòng ấy đầy đủ hết, sạch đẹp này, nhà này, nhà thôn này thì tất. Và vườn thì con ra nó quay sang. Nhà ông bà ở đây là nhiều gỗ nhiều. Từ trong này tới hậu trong này. Nhưng mà mưa thì đấy ra ngoài kia được. Mưa thì chỉ có mưa vũ, ví dụ một năm là hai. Nhưng mà tối qua chỉ là đâu được này. Thế mà những cái quả to này cũng dụng nhỉ. Đây dụng người ta cũng mấy tặng. Cái cành đó ngọn vậy xài nhân cành quá nó không phải cái trong cái kia mà nó đắt đấy bà cũng không phải là ba một năm rồi vẫn năm rồi ông bà đây làm còng cả lưng như bây giờ bán đi cho cái thành. Bây giờ mà mình nhà nông mà cắt thuốc ấy, hai dao để ăn thì xe nó cắt đi nó cắt
Nhưng mà tháng sau là bắt đầu nó bằng chốt vườn. Chốt, ví dụ chốt 100 triệu, giá bao nhiêu. Còn khi nào bắt đầu nó thu hết, xong bắt đầu nó trả mình cái tiền chốt, rồi mình trả mình tiền chốt nó thích. Tức là được chốt để nó không bán người khác. Nhận. Xí, gọi là xí chốt. Làm nào thế? Như bảo với ngày xưa vào đường như này tranh nhau với tôi đường lên phơi rơm được ra rắc trước xí rắc đến đây là nhà bà phơi đến đây đúng rất cháu bây giờ nó thế đấy nó thế là thế thế mà bây giờ nó còn sống cùng đậu mà vào trong này cũng được vào được cái đất này cũng làm bà vào cũng được một năm rồi nhưng mà những cái năm đấy khổ lắm và đấy lúc bây giờ mới tranh đất đấy ba người không có vào thăm đường là lúc đấy sang thì ra được đây toàn lau sậy lúc đấy là đây nó toàn lau sậy nó là hoang rồi bỏ hoang cả như thế dọc cái tuyến đường từ ngoài thị trấn vào ở dọc hai bên đường toàn bụi le được phát nhiều chứ làm gì có lẽ là phải vào đây thì được phát quang nhé người ta biết người ta làm một vụ hai vụ xong người ta bỏ nhưng mà bây giờ mình lại mua lại chứ còn chả ai khai phá luôn. Thì lúc đấy là nó có chủ hết thì dân ở đây có cái là mua nó không đáng bao nhiêu thế vẫn thực hiện theo cái giao đất giao rừng đấy xưa giao 25 năm như thế bây giao giờ 35 năm chính phủ còn giờ thì không ra bởi vì là rừng là bỏ hoang hết thế là giao cho dân cái cổ suối nó bọc quanh đây sau giờ lũ nó phá nó mới thành thế chứ còn gì toàn như thế là lâu dậy là gì hoang tàn hoang tàn cái nhưng mà lúc đấy không về bây nhà giờ mình, rồi. Nhà một hai nữa là bây giờ về mình đi về gần là nó thấy ngược về những người có mà về mà đi làm kinh tế những người mà đi làm kinh tế mà rời quê đi là không có là không về không về chứ cái quan điểm của người đi làm kinh tế không trở về ở ngoài đấy nhá anh bốn gian nhà ngoái năm gian công trình phụ ngoái hai gian bếp ngoái cái nhà của nhà bác ở trên nhà rồi cuối cùng vào đây thế là ở cái nhà tắm đất lợp tranh thấy cô vào cái năm trước thì chi chút lợp tranh thì cô vào đây là phải tập trung hơn vậy và rồi thế em không vào có mai mới ngọc à thế ngọc đấy đấy. À lúc đấy vào cái nhà tranh nhỉ thì cách đây anh làm cái này được có 3 năm chứ à thế thì mới làm hồi vào cưới đồng huy là ấy thế là lúc đấy nó ở cái chút lợp tranh được chặt chôn mấy chút thôi bao nhiêu năm mà ở đây để khai phá làm rừng chút lời chứ không gì có được nghe thắng trang này mới làm ngoài thị trấn thì làm mười mấy năm thế em vừa quay hôm xưa em vừa quay ở trong này em anh mang nhà đẹp này thế là mới làm 3 năm này phải không? Ừ thế thì hồi cưới ông hay là hôm qua là chưa làm mới đang đấy mới đến là cái nhà tranh nhưng mà thỉnh thoảng mới ở chứ phải có phải ở suốt giờ đâu phải không? Ở cái lúc trước thì là thỉnh thoảng còn bây giờ là có nhà trong này mình cứ trông nom làm để thuê người làm đấy thuê nhiều lắm nhiều làm thì không đi còn mình làm cũng đấy đã quay vườn là sầu riêng này đi lên thăm vườn sầu riêng các bác đi nào lên thăm vườn sầu riêng cái nào mời kiến trúc sư đứng dậy nào. Con mèo này gần người. Đấy, nó quý mèo nó quý. Đi lối đây, cháu Hải. Đi. Hôm nay mà vào đúng mùa chín thì có phải được ăn tại vườn không nhỉ? Thế hôm nay ăn quả nào nó hơi sượng sượng được. Ăn được là được. Ăn được. Ăn được nó phải chín nó mới vàng xanh ăn ra được. Đây quả nó thế này tốt này, xanh ngắt. Phát liên tục đấy cháu. Vâng, đấy cây này. Cây này là bao nhiêu năm? Ở đây đi xăm quan cây này là được bao nhiêu năm hả bác ơi? Cây này như thế là chắc 7-8 năm rồi. Vâng. Cây trong kia phải chục năm. Ừ. Chục năm. Ừ. Đúng là vì lợi ích 15 trồng cây mà. Ừ. Bác Hồ nói rồi. 15 thì mới được ăn quả. Vì lợi ích 100 năm trồng người. Đây, cây đây. 7-8 năm. Đấy sầu nó vẫn còn nhỏ này, chưa ăn được. Đấy, sầu này
Này, đây tỷ phú. Cây sầu tại Khánh Sơn nó như này đây, coi này. Sai nhúc nhích thế này cơ mà. Rồi. Đây là tầm độ 2 tháng nữa thì mới thu hoạch được. Ừ. Tức là quả nó phải to. Ừ. Như này thì mới chỉ đạt độ 2 cân. 2-3 cân. Quả to nhất thì nó được bao cân, khoảng bao cân đúng không? Quả to nhất nếu như có đợt thì thế là những quả là nó 6-7 kg. Vâng. Quả đấy lại bán thì khó bán. Nhà to thì khó bán. To quá khó. Vâng. Quả nó đắt à? Nó sao thế nhỉ? 8 cân nó chỉ tính hay 4. Sao lại thế nhỉ? Con chó có cắn không không? To nó khó bán. Không có cắn. Ra kia đi. Đi ra. Đứng đây này, xuống. Kìa cây kia mới xanh. Ừ. Đấy, như này cơ mà, vườn sầu riêng xài chịu chịt nhỉ. Thế này cũng được nhiều đấy bác nhỉ. Thì tiếc là không phải mùa chính nên là không được ăn sầu riêng ở gốc luôn. Tí nữa chặt cho bác nha, cho chú quầy chuối kia nhá. Có bao cây tất cả anh Khánh? Hơn 200 cây. Hơn 200 cây á? Tiết ở kia nữa. 200 cây. Thế này thì bây giờ bình thường là một năm là thu được nhiều không á? Năm nào được thì cũng được 500. 500 triệu? 500. 500 cây, mỗi cây 100 triệu. Sầu đấy, đấy thế thì mới có giá trị nhỉ, giá trị kinh tế cao nhỉ. Một cây như này mà bán trung bình ở đây mình đang bán là được năm. Cây to thì được 10 triệu một cây. 5 triệu. 10 triệu cây. 500 cây cơ mà. 200 cây. 200 cây. Nó được 400-500. Vâng. Chi phí thì rồi thì cũng còn được. Nếu mà mình không phải làm gì thì mình chỉ lấy 300 thôi. Vâng. Cho chi chính 200. Những cái này thì mà chi phải mất cái 100 bón. Cái này thì trong vùng quanh tán rồi mà. Trong vùng quanh tán là cây à hay đây là trong gốc? Ở trong gốc thôi. À không phải trong vùng quanh tán à. Cái kia nó đi theo tán như cái này là mình gốc thôi. Thế trên kia đồ nhiều như này mình vẫn chưa cả làm được ấy đúng không? Đấy. Ở bên này. Bên này là của nhà khác. Ừ. Đấy tiếng suối kêu, kêu đấy. À, giống cách chảy nó chỉ 2 tạ sầu riêng là 10 triệu chứ mấy. Đúng rồi, 2 tạ là quả 100 quả 50 quả thì đã có tạ rưỡi rồi. Đây đây có phải suối bên cạnh đây không? Suối đấy nhỉ, tiếng đây nhìn cảnh này, cảnh bao quát cảnh này, rộng đẹp thế này cơ mà. Tức là hoang vẫn còn nhiều lắm. Đây những cái đồi hoang cái này đã khai thác hết đâu. Đây mới có đóng cọc với dân mới mua của nhau, đất của nhau chưa trồng được. Đất này, đất quay xa xa cái đồi kia, đấy toàn đất thôi. Đấy, zoom lên này, đấy toàn đất như thế mà. Đồi không có đá. Đây, chè tươi đây. Trồng cây tốt lắm. Đấy, giờ đấy ở trồng cây như này nó mới có giá trị kinh tế nhỉ. Người ta trồng muối những quả cây mà nó muối hôm qua nó nói là muối nào ra muối đấy thì nó mới đắt. Mỗi một muối này là một ở trong đắt chứ. Đúng còn rồi. Cái mà nó cứ tròn ủng cái này là không đắt bằng cái loại này. À, muối cái loại này nó muối nào ra muối đấy này thì nó mới đắt. Ui ui chanh. Ui chanh xài chịu chịt này. Ừ. Đất đúng đất đẹp thật nhỉ, xài này cơ mà. Cam, đây là cam. Cam chứ không phải chanh.
cam, đúng rồi đây cam, cam này mà. Có cam này mà. À, xem là có ngọt không, ngọt mà, cam chứ không phải. Đây rồi, đây đang thăm ông Khánh này. Ông Khánh đang phát biểu tí để cho mấy ông ở xóm 4 xem. Ê, xin qua. Chào anh em xóm 4 nha. Đấy. Và quý mấy bà Hoa vào thăm vườn nhà ông Khánh. Đấy. Đang 60 cây sầu riêng. Mỗi năm thu nhập, bây giờ mới năm thứ 5 thu nhập mà mỗi năm đã được 500 triệu rồi. Nhưng mà ăn có khi là cũng ăn được. Ăn được. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Cam đường. Cam đường. Cam đường ngoài Bắc. Đấy, một cái cây nó to như này, một cây cam thế này cũng có giá trị cơ. Trồng cây đây cũng cây gì cũng giá trị kinh tế nhỉ. Quả này ngọt lắm. Quả này ngọt lắm. Thử một chút. Nhưng quả có gì ngon hơn. Quả này ngọt này. Ngọt lắm. Ăn tại vườn ngọt lử. Đây, bữa đây luôn hả? Dụng hết. Nhà tuyệt đó. Ăn quả của bà thế nào? Bi hiểu kiểu phải chấm đường. Ăn người nhà tuyệt. Quả này ngọt này. Ngọt chưa? Quả nào ngọt? Quả nào giá? Đây là mấy quả chín này. Hả? Đợi anh ăn đi. Ừ. Đi ăn không? Không phải, cây cành nó chết. Bán ngát thế này cơ mà, đồi nó là... Tít sang bên kia mà. Ừ đấy, sầu riêng to này. Chục năm này. Của mình hết. Bác vào đây là từ năm... bao nhiêu nhỉ? 95. Bình nhau? Hai mấy năm. Nhưng mà mới vào trong vườn này được 27 năm. Năm. Vâng. Thế mình khăng khăng vào đây là vườn là có 6-7 năm trồng thôi phải không? Ừ. Vâng. Mình vào đây là... Trước thì cứ vào ngoài thị trấn, mình buôn bán ngoài thị trấn. Đây là vâng. Mũi nào ra mũi đấy này là mới hàng này mới là hàng... Trồng cây này mới nhàn này. Đấy. Giờ đến lúc thu hoạch này này mới nhàn được. Đây. Chưa thấy cái nào nhạt. Nhạt. Cái quả không lấy ngọt này. Không ăn này con bỏ đi. Dạ. Bưởi da xanh. Đây là vườn bưởi da xanh. Anh vặt đi. Vặt vợi nó nhiều quá vì nó có quả quanh năm. Ăn được chưa? Đây là vườn bưởi. Bưởi da xanh. Đây chưa phải. Nó phải nặng nó mới ngon. Đúng rồi. Bi cầm được không? Bi cầm được không? Đâu. Hôm qua cái tươi mua đâu ăn ngon hết. Mua được già lắm. Thế mỗi cây bác lại treo một cái kia là để làm gì đấy? Ruồi vàng. À ruồi vàng à? À thì không phải. À. Nhìn thấy nó treo cái này thấy lạ lạ đúng không? Để bắt ruồi đó. Tự chui ở đây. Ôi ớt này mới cay này. Mà bắt ít ớt này. Này mới là ớt cay. Này vẫn vườn của người khác nên chưa khai thác, bỏ hoang.
đúng là tất đất tất vàng nhỉ. Đất đây như này, thu hoạch như này mà đất bên này bỏ hoang đây, có trồng đâu. Nhưng cứ mua người ta để đấy, nên mình trồng vào thì nó mới... nhiều ớt lắm. Trồng ở đây cái gì cũng ấy cơ, chuối cũng to cơ nhỉ bác nhỉ. Chuối là toàn chuối to này cơ mà, nhiều này cơ mà. Ở ngoài đấy nhà bác Khương ấy cũng trồng chuối, nhưng mà cái đất của nhà mình đấy chuối nó chỉ bé tí thôi Khánh ạ. Vâng, nhà bác Khương trồng, tức là mấy cái ở chỗ rau xanh ấy bây giờ chuyển sang trồng chuối, nhưng mà nó buồng bé tí. Đây buồng to này mà. Đây đất nó tốt. Đây, quay cái buồng chuối cho các bạn xem, cái buồng chuối nó to như thế này. Bao nhiêu lải. Đấy. Đất nó đẹp thế mà. À, cay quá. Ớt chỉ thiên này mới cay. Rồi, thôi xin phép bác về đi. Thế rồi bác ơi. Và vào thăm lại được biếu quà bưởi da xanh tại vườn luôn. Nếu mấy quả chủ nhà rất là thân thiện, dẫn ra thăm đến tận vườn luôn. Không, đang quay làm YouTube mà, đang phát triển kênh YouTube này. Ngoài bán máy phun cát ra thì còn có những phát triển thêm mảng du lịch nhà vườn, quay cảnh đẹp khắp nơi. Vâng, tiếc là sầu riêng không được đúng vụ nên là không được thưởng thức ngay tại gốc, nhưng mà da xanh này rồi mít rồi đấy, nhìn quả mít to thế kia cơ mà, công nhận cái nó đất nó đẹp thật. Quả mít kia thì nó cũng phải tầm rơi vào tầm độ chục cân, hơn chục cân quả. Đây là đường ống nước này, đường ống nước bơm nước này tưới cây. Đây cây, đây cây đổ vẫn nguyên này. Đây gốc kìa, chứng tỏ là cái trong này ngày xưa đó là một cái rừng đấy, cái rừng xong vào đây, dân vào đây khai thác để trồng này. Cây vẫn mục vẫn nguyên này, gốc này đốt này. Đốt để làm lương làm rẫy, trồng cây, cây ăn quả. Gà đây, gà ngon đây. Gà đồi đây. Gà đồi này mới là đồi xịn đây. Dạ. Có chín không? Có chín không? Bác thử vào xem cho chín không? Nếu chín thì để thưởng thức luôn một quả thế nào. Thế để thưởng thức quả luôn một quả đây xem nào. Đang quay YouTube để thưởng thức luôn quả. Di sáu. Không, để thưởng thức luôn quả này. Có luôn một quả này để ăn, thưởng thức, ăn tại vườn nó mới ngon.
Quả đấy chín thơm rồi. Nào, thơm mời cả nhà. À, chín rồi ăn sầu riêng. Nào, tuyệt vời. Rất là may mắn. May mắn thế. Nếu bỏ 2 tháng nữa mình được ăn mà lại được ăn luôn thế này. Bỏ quả hôm qua dùng này ngon hơn này. Nào, lại khoe bạn kia thôi. Ai không đi à? Ai không đi người thiệt. Đĩa đây mọi người ơi. Nào, một quả này là được bao nhiêu cân? Quả này chắc phải 4 cân hơn. 4 cân. 4 cân mà mang ra Bắc bây giờ là 42 là 800.000. Trong này thì bán được 200. Đây được 200 mang ra đấy là được 800. Sau này ra đấy là bán 180 đến 200 một cân. Bằng ngày công rồi đấy. Ngày công đấy một quả. Nhưng mà năm nay cái giống gì 6. Giống gì 6 rồi nó không. Gì 6. Ngon thon. Này mới ngon này, đây này. Ngon thon à? Thế đây là ngon thon là nó có cái muối này gì? Giống của Thái. Giống Thái của con muối này. Đây chín hóa, đây của nhà bác. Ừ, thơm rồi. Thôi bỏ thế đã thơm rồi. Cái gì? Nó bán hai cái chiếu đây. Quả này cũng chín hơn rồi. Đây có chiếu giải đây thì ngồi mát. Bỏ ăn một quả thôi được. Nhưng mà một quả mang về nó hơi dày vỏ. Quả nào? Quả nào ngon? Quả này nó chị hôm qua quả đấy cũng không đáng. Này nhựa chín hết. Quả là ngon này ăn. Mới bói. Không, lâu rồi nhưng mà năm nay nó lớn nhanh quá. Lớn nhanh quá. Thành ra bói. Năm nay nó mưa nhiều nó lớn nhanh. Có mấy cây này thôi, còn toàn gì ngon thoi. Năm tôi phải tưới. Cái cây này là Di 6. Di 6. Đấy, giống kia còn kia là Mon Thon. Thế nó biết thêm là hai giống sầu riêng. Mọi lần có biết giống sầu riêng nào đâu chỉ. Em chị lên chỗ làm mà biết nó dụng rồi. Có cây, em kia chị lên như gốc cây. Đây cả hai bà cháu lên. Hai bà cháu vừa lên. Dương nó bỏ rồi, nó bỏ đi muốn đi để được ăn trực tiếp dưới gốc cây. Mà dân lên đi thôi. Mà may nhá. Đây, Dương quay tiếp để tí ăn thưởng thức. Người muốn ăn thưởng thức. Cho để đâu nhá. Cho kiếm trôi cho để nhá, cho nó đông nhỏ. Thôi, thằng quay tiếp đi, bà này. Đây à, con quay. Khó gì? Nó khó bỏ lắm, nó chín mùi thì nó nhanh dễ bổ lắm nhiều bao đâu nó. Nó mới chín ra. Hay bổ lửa đi, bổ lửa sao? Có con dao khác không? Cứ bỏ đại đi xong là tách. Dù có muối không. Ừ, nhưng mà thơm rồi là có muối. Không. Dày vỏ thế này vỏ. Là nó dày vỏ. Thế đéo có muối nào. Hả? Không có muối nào chứ. Tức là nó không có cơm. Vỏ không. Hai đất chết bỏ cho bỏ đi. Hai đất chết bỏ. Chẳng biết được muối nào chứ. Chả bỏ đâu biết không có muối nào. Đây thì nó. Đây đây của nó đây. Chắc là cái năm nay nó lớn nhanh. Cơm nó dày. À, cơm nó ít, quả nó dày, quả đấy ngon hơn, quả đấy có khi ngon hơn. Này, cơ vàng chưa này, này, thấy, đấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chén mẹ tụng nó mà ăn đi, ăn đi tại gốc nhá. Chén luôn. Đấy, cơ vàng chưa, cơ vàng thế. Đây, còn quả này mang về. Đây, vào đây mì ăn nhá. Anh nào không vào mì ăn nhá. Đấy, vào đây lội suối chèo rừng thưởng thức nhá. Thôi mang về cho. Đây mang về cho quả đây. May quá hôm nay bà có được hai quả. Năm quả bưởi da xanh nhá. Năm quả bưởi da xanh nhá. Nói thằng kia bà đi lên với bà. Đi lên hai bà cháu đi lên. Hả? Ôi rồi trong đất rồi, chấm đất rồi. Ôi rồi quả đây. Quả đây là bà Nguyễn lên thì được hai quả thằng Dương xách vào xuống. Nó lớn nhanh quá. Đấy, chín nó rụng hôm qua không biết. Còn một quả nữa. Xin thực sự. Vâng. Nào có bố nữa thì bố. Con này chắc thôi. Để phân nó không. Cho mỗi đứa lại ăn hết. Cái này đã ăn nhiều rồi, ăn này nhiều. Thôi đi bạc mang vào trong kia. Tùng đâu rồi? Ngồi đây. Đi xuống rồi. Mỗi người làm miếng. Hả?
hai quả. Thái ơi, chấm cái này chấm đất nhiều quá. Nhà bông Quyền, Khánh ăn được hết. Chấm đất nhiều quá. Hoa bê vào đây. Bê vào trong. Thế bê trong nhà này ăn xong ăn xoài luôn đi. Nào bê vào. Mẹ về tối nay giấm rít cục ra. Ra ra mà quên đi giấu quay rồi giờ được nhắm. Đấy, một chưa. Ăn đi ăn đi. Ăn đi. Nhiều lắm ăn đi. Nào mời ăn đi. Mời các bạn đi. Ôi, thế cháu mời ông nào? Đi, cháu lâu lắm, cháu ăn thử riêng. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mời các cùng. Ngon lắm, dẻo. Thử miếng cái xem thế nào nhá. Ngon thật. Bà ăn đi miếng. Bà ăn đi, cháu lâu lắm, cháu ăn thử riêng. Ăn đi, ăn đi. Bà. Ngon lắm, bà. Thái. Bà ăn đi. Bà ăn đi. Lâu lắm, ngon hết. Ăn miếng à? Ăn chó bỏ sầu riêng đâu. Mời các bạn nhá, mời bạn Dương nhá. Dương đó. Vâng. Kế hoạch mai đi nha cha. Sếp. À đi đó. Sắp được cả nghĩ đi. Đà Lạt trước hả? Ngon không? Ừ. Thế nào? Ngon không? Ngon. Hôm nay được thưởng thức tại đồ Hà Tân Hoàng Vinh. Hàng ghép. Hai cái nhưng mà năm nay nó mưa nhiều bỏ dày quá. Chứ không có bãi này mà toàn thế bỏ ra là ăn ớn luôn đấy. Bỏ mắm á. Bỏ hết dày. Và kia thì có khi là bỏ nó còn mỏng. Ăn hết đi. Ngon quá. Cháu ăn hết. Ta con đang ăn rồi ạ. Mới biết ăn đấy. Cái quả quả đấy còn ngon hơn quả kia, nhiều muối hơn. Cái quả chưa bổ. Đấy là quả là phô thế. Mới dùng hôm nay không ngon bằng à? Chị Nguyễn đây ăn đi. Ăn đi. Chị ăn đi miếng. Không, ăn đi. Hai ông bà một đêm ăn rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Dương ăn đi. Ăn xoài. Quả này hai anh em mày mỗi người rửa ăn đi. Để tăng sáng đi. Nhưng mà ăn xong thì thấy nó ngon, nó béo nhỉ. Không, nhưng có đắng không? Hơi đang đắng. Ngọt. Mẹ nó đắng là hôm qua dùng quả qua. Quả kia không đắng. Quả này đắng. Thế dùng qua thì nó thế à? Dùng qua thì nó chín quá. Nhưng mà ăn vào thì nó cảm giác béo béo nó ngon. Nhưng mà cái giống này là Sài Gòn, thích là giống này. Người ta bảo ăn xong nó đắng, người ta thích ăn. Không, nhưng nó chỉ đắng lúc cặm, nhưng giờ không thấy đắng nữa mà. Ngọt. Ngọt. Tùng ăn nốt đi. Tùng ăn nốt đi. Cháu ăn một đấy rồi. Ăn xài đi. Nếu ăn loa thì không đắng. Hả? Cúi. Đã loa rồi miếng, bánh miếng to này. Thì sẽ loa. Ở nhà thì có ba bố con này hay ăn được cái vào làm. Mua của ở ngoài đấy là vào nhà ông Tồn ấy. Nó còn chạy xe ra mua là 150-200 một tùy loại ngon ấy. Là một cân. Một cân thì... Nó bóc ra xong nó cho cái hộp ấy. Đúng rồi. Đấy là cách của Ừ. Rồi. Đúng rồi, 200 là đúng. Hai con họ thích ăn đắng như này, nhưng ngọt là họ thích thì bị bỏ. Đi bỏ. Ăn hết đi. Đưa cái ăn hết rồi, ăn hết muối rồi. Đưa đây cho bà. Ăn đưa bà ăn nốt đi. Bà ăn nốt đi. Em không ăn được. Không ấy, tí cho tôi báo mang về cho chúng nó, chỉ chúng nó thích đi. Còn em thì ăn hai miếng. Ừ, tí nữa rồi nha. Cái loại kia. Ở trên băng khoan nha. Đấy. Đi đây vào cái rửa tay con. Dạ. Ở trong chỗ nhà tắm đấy. Chỗ bếp đấy được. Đấy. Ngon nhỉ. Ăn ngọt đấy. Bây giờ đầy đủ hết này. Máy giặt các thứ đủ hết. Tủ đá, tủ đông. Đấy. Thôi không ăn. À, Dương ăn thế nào, phát biểu thế nào, ngon không? Bà nó bỏ là, đây nó bỏ đi đâu đấy, bỏ lên nhà ông bà ông Khánh hôm qua xuống chơi,
Thế đây chỗ này là đi thẳng đi nơi nào rồi? Thế bà bảo sao lên nhà ông Khánh cho đi nơi này nhỉ? Ở trên thị trấn được không ạ? Hải bỏ đi vào trong không rừng. Ai ăn à? Còn đúng với không ai ăn rừng, à? Để lốt. Cái giống này nó sơ. Giống này nó sơ. Cái giống kia mới ngon này. Không nhưng mà không ăn quen nên ăn thì nghiện. Ăn thì mới thấy nó thơm ngon. Nhưng đây nó chín tự nhiên thế này nó mới ngon. Chứ là mình mua ở ngoài kia là đa toàn cũng là giấm thuốc giấm hết. Đây nó rụng xuống rồi làm người ta mới ăn này. Gọi là sầu riêng chín rụng mà. Chín rụng. Thế thì kêu anh em đó, mẹ vào mua cho con mấy quả và ra ngoài trên đây bắt vào bê thì vào thành đó. Nếu phải đấy thì con nói chuyện. Nhà, mình đi này đi du lịch mình không mua được mà mua gửi sau đi không mai đi Đà Lạt chơi. Mà giờ mà có bảo ông bà ông Khánh gửi cho bưu điện ra cho bắn tài khoản vào có cái gì đâu muốn ăn bao nhiêu mà trả được. Bây giờ ăn sầu riêng, ăn sửa tay, ăn cầm tay, ăn mới ngon. Nay được trải nghiệm tuyệt vời chưa? Cứ ở nhà. Các Khánh ơi, bây giờ ra nhà chỗ nhà cậu Quang uống rượu đi. Đi xe ô tô ra, tí bảo anh chị đưa về. Này thịt cá con lợn mà, thịt cá lợn. Vẫn còn phần tiết canh đó đấy. Chưa nắng quá, còn kêu đi nữa. Già ăn chả nhiều nắng. Thế bây giờ đi xem đi. Để ngay tí rồi cậu Quang cậu lại điện rồi. Nói chuyện nhưng mà hai ông bà làm hai mối sầu riêng thì vừa có chất. Thế này ngon. Nằm ghế để chờ xem phim thế nào đấy. Nhưng mà em chỉ không biết được tí anh đi đường nào thì em thắc mắc đang ở lội suối thế mà đi xe máy chắc gì? Đi đường mé này không đi được đây vẫn lội suối thế. Nếu mà lội suối mà bác có chỗ lội quen rồi thì nó không bị trơn. Đây mình lội cái chỗ đấy là hai chỗ nào thẳng cái chỗ cái mô đá to đây. Tí anh thì ra anh chọn em chứ cần đi lối kia sao xe máy đi thế xin phép hai bác đi. Xin phép hai bác đi xong để ăn miếng sầu riêng vậy nó ngon rồi đấy bạn. Nào thôi bắt tay với bác cái chúc hai bác luôn mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Vâng. Vâng. Đấy về lại quả sầu riêng. Cái quả ở trên kia cho vào cái bao cơ cho mấy quả nào mấy quả đấy. Lấy quả đấy quả đấy quả này cũng được hai quả đấy cũng dở lắm không ăn được đâu thử bỏ cho nào quả này ăn được mang về không ăn được thì thôi chứ đây quả này ăn được chưa quả này chín chưa bác chín rồi nào xin quả này mang về về ăn luôn cho vào cái bao hay cho cái gì cho cái quả này vào cái bao đấy đấy đúng không đây đây đấy nhiều quả hồng như trong ruộng chưa có ngọt thế đó thử thử được quét chỗ ngọt chưa ở trong ruột đi xem nào. Bi ơi đừng có ra chiêu chó. Ui, hoa hồng đẹp chưa này Bi này. Ui ôi hoa này cơ mà nó bao nhiêu lụ ở đây cơ mà. Đấy đất tốt như này mà. Thơm lắm. Hồng này là hồng có phải hồng Vân Khôi không phải Vân Khôi nhỉ? Hồng cổ. Cũng là giống hồng cổ. Hồng cổ Sapa. Hoa quả vùng quanh luôn. Ngọt nó khô cái nào không?
Bí ơi, đây có con gà đang đẻ này. Gà đẻ khắp nơi. Hoa nhài này. Hoa này là ướp chè thơm lắm này. Vâng. Cho luôn rồi đấy được không ạ? Đây là hoa gì? Hoa nhài đấy. Hoa nhài. Hoa nhài ông ướp chè ngon lắm. Hoa gì? Hoa nhài, cây hoa nhài ngoài kia. Thế này. Đây cái hoa gì không phải hoa nhài. Đây phải hoa nhài. Hả? Nguyệt quế. Là nguyệt quế ấy. Nguyệt quế thơm đấy. Như là hoa nhài ướp chè. Sơ mi. Thơm. Ăn được. Ăn đông người ăn hết. Đúng thật, ngon. Đây. Đây. Lên đường. Tối ông bà cứ mở kênh YouTube ra xem, đánh chữ Duy Tùng Bắc BG. Thế là xem. Nay cho quay tối cho đưa lên YouTube. Đi đâu cứ quay thế này. Đấy, bây giờ đi theo đường, lại còn ở đây nhá. Bừa không ăn được đâu. Bơ này. Tôi bật rồi này. Cái này ạ? Không ăn được đâu. Bạn chó. Tôi chở bà. Rồi thôi. Điều thế à? Nặng cái này mà sao lại không ăn? Không ăn được. Không ăn được rồi thôi. Nhưng mà nó khô hết rồi. Trong cái vỏ biết tôi bán lâu nhiều. Đi. Quá nhiều. Chào bà. Cái bà lại được thưởng thức. Hàng bà ở đây khí hậu trong một cây bơ. À, chị ấy, bơ của nhà chị à? Bơ đây nhưng mà chưa già. Chưa già. Ê, thích kia. Sai thế. Sai thế nhỉ? Cây bơ phải không? Cây hoa này. Vườn hoa này đẹp thực sự. Cây bơ đấy. Mình đi giờ ở ngoài đấy. Đủ. Em đi giờ mà được thưởng thức những hoa này là hơi khó này. Đi đường đấy, bây giờ làm đường xếp ngày bê tông bê tông nóng lắm. Mệt. Nhưng mà có mỗi quả thì chị Huyền nhỉ? Có mỗi quả măng cầu. À, măng cầu á? Măng cầu ấy ạ? Măng cầu đấy. Cây bơ kia kìa. Dương ra, Dương xa khênh mấy chú. Chú Hải. Cây bơ đây nhưng mà gãy hết cành rồi. Cây. Nó nặng quá. Cây bơ kia. Cây gì xài đâu? Nó nặng quá, nó gãy hoa mấy cành. Hoa gì? Cây gì? Cây không biết là cây gì. Đây màu thế. Đẹp đấy. Cây này. Cái gì vậy nhỉ? Cây này là cây tuyết sơn. Màu nó hay vậy nhỉ? Huyết sơn trắng, nhưng mà trắng. Hoa nó màu hồng hồng nhưng mà vâng. Chưa ra hoa. Ừ. Cây này là cây hoa chứ không phải cây cảnh. Cây huyết sơn. Huyết sơn. Đấy, chào bà đây. Cảnh núi non này hùng vĩ chưa. Đây giờ đang vâng. Vâng, chào bác nhá. Đấy, bà chủ của một vườn là 500 triệu một năm đây. Vâng, chào tạm biệt bác. Vâng. Đấy. Đây là một ký sự. Đây suối này. Tiếng chảy róc rách. Lên trên đồi cũng thế. Ừ. Đứng ở đây mới thấy là nhiều. Vâng ạ. Một vườn cơ mà. Đấy, bà vẫn còn đi tít. Vườn nhỏ như thế này thôi mà đã thu nhập như thế rồi cơ mà. 200 cây là được 500 triệu một năm rồi. Mà trồng được 6 7 năm rồi. Đấy, thế này mới nhàn đi. Đây là chính nhà đi ở đây này. Nhà, trong nhà có gì không? Chả có gì, vừa vào quay rồi. Ừ.
Dương cầm cho bác để bác đỡ. Tài thật. Là bí có tự đi ra được không? Đấy. Cái này làm gì sẽ đi được? Đi cả dép được. À, là mình hay không biết đường. Đi cả dép đi được. Nào bây giờ đi ngủ không? Đây có tấm bàn đi đi. Hai tổng thống nữa không? Sao đấy? Kia bên sau kia. Suối và xung quanh là núi. Kia. Đằng sau là sâu. Nào ở đây cũng dòng sâu. Phải. Dương đánh hai múi. Ngon mà. Ngon mà. Về nhá. Hai bà về nhá. Vâng. Không. Đi. Về nhá. Đi. Vui. Lên xe đi. Xin chào tạm biệt các bạn nhá. Video của ta chúng tôi đây là kết thúc nhá. Rồi, xin mời các bạn lên xe. Tròn 1 tiếng đồng hồ luôn.